Hello, xin chào mọi người, lại là nhà Lan đây. Tiếp tục chuỗi series về móc túi thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một mẫu túi cực kỳ đơn giản và xinh xắn nha. Các bạn chỉ kết hợp 9 loại màu len khác nhau là các bạn đã tạo ra được một chiếc túi thật là bắt mắt như thế này. Các bạn có thể phối màu theo video của mình hoặc là các bạn sáng tạo dựa trên cái sở thích của mình nha. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Sau đó các bạn sẽ móc lên cho mình là 31 mũi bính. 1, 2, 3, 4. Rồi sau khi đã móc xong 31 mũi bính, các bạn sẽ đâm kim xuống ngay vị trí chân bính thứ ba, móc cho mình một mũi kép. 1, 2, 3 ở đây nè. Các bạn sẽ đâm kim xuống và kéo len qua, móc cho mình một mũi kép đầu tiên. Tương tự như vậy, các bạn sẽ móc tiếp tục cho mình là 27 mũi kép ở 27 chân bính tiếp theo nữa nha. Tổng chúng ta sẽ có là 28 mũi kép nè. Rồi, mũi kép thứ hai, mũi kép thứ ba. Mũi kép thứ tư. Mũi kép thứ năm. Mũi kép thứ sáu. Đối với mẫu túi này thì các bạn sẽ sử dụng toàn bộ là mũi kép và mũi bính nên cách làm cũng sẽ khá đơn giản thôi nha. Sau khi đã móc xong 28 mũi kép thì còn một bính cuối cùng thì các bạn sẽ móc vào trong đó cho mình là mũi WF, tức là 3 mũi kép chung một chân. Đến đây nè, các bạn sẽ móc cho mình là 3 mũi kép chung một chân nha các bạn. Mũi kép thứ nhất, mũi kép thứ hai, mũi kép thứ ba. Rồi sau đó các bạn sẽ bắt đầu móc liên tục cho mình là 27 mũi kép ở 27 chân bính. Các bạn sẽ móc ở phần giữa này tương ứng nha. Đối với những mẫu túi thì các bạn sẽ móc đối xứng qua cái sợi dây bính này. Nên ở mặt trước các bạn móc bao nhiêu bính thì bao nhiêu mũi thì mặt sau các bạn cũng sẽ móc tương tự bấy nhiêu mũi luôn nha.
Sau khi đã móc xong 27 mũi kép, thì ngay vị trí mũi bính cuối cùng này các bạn sẽ móc cho mình chữ mũi V kép, tức là hai mũi kép chung một chân. Đây một rồi nè, mũi kép thứ hai. Thì sau khi móc tới đây các bạn sẽ khoan khoan móc qua nha. Các bạn chỉ móc qua hai sợi bính này thôi. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đổi qua cái len màu vàng để chúng ta lên hàng thứ hai. Khi mà cắt ra như thế này thì cái màu ở từng hàng nó sẽ minh bạch rõ ràng với nhau. Còn nếu mà các bạn để hoàn thành hết nguyên một mũi kết luôn á thì cái màu chúng ta sẽ bị lệch tông. Hoặc các bạn có thể là một cách là các bạn sẽ lên mũi kết rồi các bạn cắt hẳn dây ra luôn. Rồi lát nữa các bạn sẽ móc lại từ đầu, móc lại từng mũi bính đầu tiên thì nó sẽ đều màu nha. Những video trước mình cũng từng hướng dẫn cái cách làm như vậy rồi đó các bạn. Đây là chúng ta đã hoàn thành xong được hàng thứ hai với màu cam rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hàng thứ ba. Các bạn sẽ móc cho mình lên là hai mũi bính để bắt đầu hàng. Lúc nào cũng vậy hết nha. Rồi tiếp đến các bạn sẽ móc cho mình là 60 mũi kép ở 60 chân bính. Mũi kép thứ nhất, mũi kép thứ hai. Các bạn sẽ vừa làm và vừa đi dấu cái phần dây dư này cho mình. Từ hàng thứ ba đến hàng thứ 11, các bạn cũng sẽ móc và giữ nguyên cho mình là 60 mũi kép. Các bạn chỉ đổi màu sắc của các hàng thôi. Hàng thứ ba đã xong, bây giờ chúng ta sẽ đến với hàng thứ tư. Sau khi đã móc xong 11 hàng như thế này rồi thì các bạn sẽ tiếp tục đi cho mình hàng thứ 12. Hàng 12 này là chúng ta sẽ đi viền. Thì các bạn sẽ thực hiện cho mình là mũi dời, 60 mũi dời ở 60 chân bính nha. Sau khi đã làm xong, chúng ta sẽ cắt dây ra và phần dây dưa các bạn sẽ luồn vào bên trong phần chúng ta đã làm. Tiếp đến là các bạn sẽ trang trí bên ngoài. Các bạn có thể móc hình bông hoa hay là các nhân vật hoạt hình mà các bạn yêu thích để các bạn đính vào cũng được nha. Thì những video móc bông hoa mà đã từng hướng dẫn trong các clip trước các bạn có thể tham khảo và làm theo nó nha. Đối với phần dây cầm thì các bạn có thể sử dụng ngọc trai để làm dây cầm nha. Hoặc là các bạn sẽ móc thêm một chuỗi bính để chúng ta làm dây cầm đều được hết nha. Rồi tiếp nữa thì để nó đừng bị rớt đồ bên trong thì các bạn có thể sử dụng cái nút để chúng ta khâu vào. Các bạn sẽ khâu đến 4 đầu nó lại như thế này là được rồi nha. Và video của chúng mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh tụi mình nha. Và tụi mình là Lena. Bye bye.